Là kinh nghiệm của anh Hải sau 10 năm chơi off-road, còn mình thì mới chơi off-road được khoảng tầm 1 năm nay thôi. Thì kinh nghiệm của mình là xe mượn là chơi tốt nhất. Ôi, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày cuối tuần. Trước đây thì thường dẫn gia đình hoặc là bạn bè tổ chức những cái chuyến du lịch resort 4 sao, 5 sao nghỉ dưỡng cuối tuần. Thì mùa Covid có một cái sự thay đổi tí xíu là anh em lại chuyển sang cái xu thế là du lịch khám phá và đặc biệt là trải nghiệm off-road trên cùng chiếc xe Mitsubishi Triton. Rồi. Đây. Và nhân tiện đây mình cũng giới thiệu một chút về địa điểm du lịch khám phá tại đây. Mọi người đều biết là Malagui có rất là nhiều những đồi núi để mọi người có thể chinh phục. Thì trước đây cách đây 11 năm mình đã từng chinh phục dãy núi Lobu. Thì khi bạn đi trên cung đường quốc lộ tới Malagui bên tay trái, bạn thấy những ngọn núi đó là khu Malagui. Còn khu vực đây là khu vực Đạt Tẻ. Đây là khu vực Lusubu. Lusubu. Dãy núi Lubu. Thì Lubu rồi, cái bên ok ơi, tâm tâm với ngồi tâm giới thiệu xíu ơi, đừng rửa xe nữa, thì xe đi ốp gốc mà mình xe đẹp quá thì người ta nghĩ là mình sống ảo hả? Sống ảo nữa. Thì sao em sống ảo mà là hôm nay là hai anh em lại không đi so sánh xe, hai anh em mình ngồi đây để mà ngoài việc một chút giới thiệu về cái xe Mitsubishi Triton thì mình cũng sẽ có một chút chia sẻ kinh nghiệm về xe địa hình. Tại vì xe bán tải thì ngoài việc là một chiếc xe phục vụ cho việc chở hàng hóa, đi du lịch, đi khám phá, nói chung là đi hàng ngày, nhưng nó là một chiếc xe đa năng. Nó đây nó còn giúp mình là có cái cơ hội để mình khám phá những địa điểm mà những cái xe bình thường không tới được. Thì để đến những điểm như thế này thì cái xe cần được trang bị những gì? Thực tế mà nói thì cũng có rất là nhiều những anh em cũng thích xe bán tải bởi vì kiểu dáng của nó rồi cái sự tiện dụng của nó. Rồi sau đó thì mua một chiếc xe bán tải về rồi cũng muốn đi tham gia các cái hành trình, các cái chuyến đi off-road. Nhưng mà thật sự thì một cái xe nguyên bản á, nó cũng sẽ đạt tới một cái giới hạn của nó. Nó không thể một cái xe nguyên bản nó không thể vượt qua các cái loại địa hình mà phức tạp được. Cho nên là vì lý do đó thì nâng cấp nhưng mà lại không biết phải nâng cấp cái xe mình như thế nào. Cho nên ngày hôm nay là mình với lại anh Tâm, mình với lại anh Hải đang muốn là giới thiệu đến các bạn các cái gọi là các cái level đi, các cái level để nâng cấp xe xe chiếc một chiếc xe bán tải lên, một cái xe địa hình lên. Nó có rất là nhiều cấp độ các bạn. Có những cái ví dụ như các bạn nhìn thấy xe của anh Hải đi, tức là nâng cấp rất là đơn giản nhưng mà cũng đã đủ để chinh phục rất là nhiều cái loại địa hình phức tạp rồi, chứ không nhất thiết là mình thấy là cũng có rất là nhiều xe độ gọi là độ mà Hầm hố. quá hầm hố luôn, quá hầm hố chứ không phải là hầm hố nữa, là độ mà mình cảm thấy là đôi khi lại phản tác dụng bởi vì nó quá nặng, thế là thấy sắt là gắn đầy trên xe hết. Tại sao người ta đổ ở cảng hầm hố? Thì cái phong trào đó là cái cách đổ off-road ở bên Úc. Thì bên Úc mọi người biết là có nhất là nhiều kangaroo. Thì họ gắn cái cảng phía trước để nhiều khi họ đi ban đêm, họ đi chạy thì những kangaroo á lỡ may nó chạy ngang đường mà họ tông phải kangaroo thì nó sẽ giảm thiệt hại về cái sự va chạm đầu xe. Thì cảnh sắc đó là giúp lợi là như thế. Thì ngoài ra thì cảnh sắc đó để tời, nhưng ngược lại thì bạn tưởng tượng đi một cái xe mà vác cái cảnh sắc, vác thêm cái tời nó nặng khoảng gần trăm trăm mấy chục ký, trên hơn 100 ký thì cái đầu xe nó phải bị chúi xuống. Thì cách đây 11 năm mình cũng đã từng tham gia off-road, cũng bài đặt cũng tìm hiểu về off-road, cũng chơi off-road, độ xe off-road. Thì khi mình trang bị cái cản phía trước, mặc dù xe đi rất là hầm hố nhưng nó sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, nó nặng nề hơn, nó di chuyển nó cũng khá nặng nề hơn so với lại nguyên bản. Vì thế mình chọn phong cách thì off-road có hai phong cách chơi, thích là độ hầm hố, là độ gắn cản phía trước, gắn cản phía sau, nhìn lá nhìn rất là bự. Còn mình thì thích cái kiểu độ nhưng mà nhìn nguyên bản. Như mọi người thấy đấy, cái xe của mình mọi người sẽ ý là không phân độ, biệt được là ý là độ như không á. độ độ theo kiểu độ độ như zin À, độ như không, ở độ như không, độ là như mọi người không thấy cái độ. xe mình là được trang bị một cái tời, là mình đã giới thiệu trên kênh Cam Passion về cái quy trình lắp cái tời vô cái xe mình. Mọi người thấy đấy, không biết là cái xe độ tời luôn, tại vì mọi người nhìn cái cản trước là thấy cái tời, nhưng mà nhìn nó âm vô như vậy thì nó gọn gàng hơn. Thì cái xe nó chỉ có là gắn thêm cái tời, nó thêm là 40 ký
so với lại 100 mấy ký thêm một càng trước nữa. Thì không biết xe anh Tâm đổi gì rồi. Em cũng vậy anh, em thì cũng có trang bị tời ở phía trước nhưng mà cũng là dạng tời âm. Tời âm. À, và nó sẽ có thêm một cái cản âm ở dưới này nữa, thì nó vừa là cái đế tời, là để đựng cái tời, và nó cũng vừa là cái giáp gầm bảo vệ ở cái phía trước luôn. Ok, rồi giáp gầm bảo vệ là một trong những cái xe địa hình khi mọi người đi xe thì hay như đi suối đây. Những ở dưới đây là những tảng đá suối rất là lớn mà chúng ta nếu mà chúng ta không có bảo vệ giáp gầm thì những cái giáp gầm zin của xe nó rất là mỏng, thép và mỏng, nó gây nó móp đi một chuyến về nó móp hết trơn và nó ảnh hưởng tới hộp số hoặc là ảnh hưởng động cơ. Thì việc trang bị cái giáp gầm cho cái gầm xe giúp cho bảo vệ được động cơ hộp số của xe, đó là một cái điểm đặc biệt. Đây là thiệt hại sau khi ấp gốc về tấm chắn hộp số động cơ móp ngoài. Là mọi người hỏi tại sao mọi người gắn tời cho làm gì? Thật sự cái tời ráp vô giống như là nuôi quân 3 năm dùng có 1 giờ. Bởi vì khi bạn đi rừng một mình bạn, trường hợp mà không may cái xe bị mắc lầy vô sình, bản thân cái xe đi không được thì ít nhất cái tời giúp chúng ta móc vô những cái cây, móc vô làm một cái địa điểm, neo vô, hoặc là hai xe bị lầy với nhau thì để kéo nhau bằng cái gì giờ? Thì móc vô đuôi xe khác, móc vô cái cây trong rừng để chúng ta tự chúng ta giải thoát chúng ta khỏi một cái địa điểm lầy. Là cái tời cái lời hữu dụng như thế. Nhiều khi chuyến hành trình chúng ta đi ít khi nào xài lắm. Nhưng mà thực tế là những anh em mà đã chơi off-road gọi là lâu năm rồi đó, đi rất là nhiều chuyến rồi á, thì có một cái câu rất là thông dụng đó, đời là cái tời. Đời là cái tời. Có nghĩa là cái tời nó quan trọng kinh khủng khiếp. Mà thật sự là ăn thua là chỉ qua cái tời thôi. Nó là đây là sự thật các bạn. Có nghĩa là có những cái lúc mình đi phố thì mình cảm thấy là cả năm nhiều khi không xài đến cái tời dù một lần. Nhưng mà thật sự là đôi khi trong một ngày đi vào một cái cung các bạn có thể xài cái tời phải 10 lần, 20 lần là bình thường. Mình cũng đã từng một chuyến hành trình 13 cây số. Đi từ 6 giờ chiều, 4 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng. Do là gì? Đường sình lầy khoảng hơn nửa mét. Xe đi không được. Cứ móc xe vô cái tời, bóp tời, đi nguyên một đêm như vậy. Bằng tời không? Bằng tời không. Đó, cái tời giúp chúng ta là giải thoát được cái lầy. Và cái thứ hai, cái xe ít nhất khi chúng ta trang bị cái tời, chúng ta an tâm. An tâm, xe có tời, mình đi được, không sợ lắc là gì hết, là an tâm. Cái thứ hai là lốp. Xe an tâm là trang bị lốp gì anh Tâm không? Về lốp xe các bạn, thì tất cả các xe nguyên bản mà gọi là bán tải đang bán thị trường Việt Nam thì đều được trang bị cái lớp HT. HT là viết tắt của chữ là Highway Tread, có nghĩa là nó là cái bề mặt dành để đi đường nhựa, đi đường bình thường, đường phố. Thì lớp xe đường phố. Dạ, sau đó thì chúng ta có thể nâng cấp lên là một cái loại lớp, là cái loại lớp AT. AT có nghĩa là đi được đa địa hình. Và MT là cao nhất, MT là mút. Là nó là cái đi chuyên đi sình. Thật rồi. Ra thì trong thi đấu hoặc là dân chơi chuyên nghiệp thì nó có thêm một cái lớp và lớp extreme nữa. Thì nhưng mà cái lớp đó thì dành cho thi đấu thôi. Chứ nó cũng không có an toàn để mà chúng ta lắp lên trên cái xe của chúng ta. Thì thật sự các bạn sẽ hiểu như thế này. Thì HT là cái lớp dùng để đi phố và nó sẽ là cái lớp an toàn nhất cho cái mặt đường phố cũng như là mặt đường trơn trượt. Vì nó giúp cái xe bám đường nhất, êm ái nhất. Khi các bạn chuyển qua cái lớp AT thì các bạn sẽ phải hy sinh cái sự êm ái và cái sự thậm chí là cái sự an toàn. An toàn trên cái đường mưa, đường ướt. Nhờ bù lại khi chúng ta đi vào cái đường mà hơi sình lầy một chút xíu thì nó sẽ có độ bám cao hơn. Và rảnh nhiều, lớp thì lớp AT có những cái rảnh nhỏ giúp nó bám. Tại vì đường. Thực sự là nếu như ai mà đã từng mà đi qua những cái cung đường mà ví dụ đường đất đỏ mà trời mưa một tí xíu thôi thì thực sự là cái lớp HT chỉ cần nó quay hai vòng thôi là coi như là nó tròn do luôn. Tức là nó không còn gai, không còn cái gì nữa hết. Đầu chọc á. Là đầu chọc luôn á. Là lúc đó thì dù rằng các bạn có hai cầu thì các bạn đạp thì bốn bánh xe nó vẫn quay o trên mặt đường chứ nó xe nó không lết được một cm nào cả. Thì cao nhất thì gọi là trong dòng xe dân dụng á, cao nhất thì vẫn là lớp MT. Tức là cái dòng chuyên dùng để đi sình lầy. Cái gai nó rất là sâu, rất là dày. Nhưng mà cái dòng này thì nó sẽ siêu ồn, siêu nặng. Em muốn tìm hiểu về ước muốn đồ một cái xe off-road cơ bản thì ngoài việc cái tời ra chúng ta nên nâng cấp cái lốp AT. Thì lốp AT nó có rất là nhiều thương hiệu, Busy Group Big rồi xe tầm nhiều lắm. Em là BF. BF thì mỗi lốp nó trị giá khoảng tầm từ 4 triệu cho tới 10 triệu một cái lốp, thì thay nâng cấp 4 lốp cũng đau thương nha. Dạ cũng nhiều. Thì nhưng mà nói chung là thật sự muốn chơi thì mình sẽ tìm thôi. Mình sẽ tìm cái lốp phù hợp. Bởi vì giá thì cũng thượng vàng hạ cám, có những cái dòng lốp nó ví dụ như Toyo
hoặc là General, những cái phòng lớp cũng là lớp thương hiệu của Nhật hoặc của Mỹ á, nhưng mà cái giá khá là ổn, khoảng tầm 3 triệu một cái. Rồi, xe có cái tời, cái lốp. Ngoài ra thêm một cái nữa là cái cản phía sau. Chúng ta đi off-road nhiều khi chúng ta muốn móc một cái xe nào đó, hoặc là chúng ta phải móc kéo, thì phía sau nó không có trang bị móc kéo. Phía trước có một cái móc kéo được, phía sau thường thường là khi bị lầy, những cái xe nguyên bản kinh nghiệm á, là thường thường móc vô cái díp, thì móc díp như vậy nó sẽ bị lệch cái díp. Chúng ta thường là có, thì một số dòng xe có thiết kế nguyên bản một cái cản sắt phía sau, chúng ta ráp phía sau để giúp cho cái xe tránh va chạm. Khi chúng ta lỡ chúng ta lùi bị lên bị tuột dốc thì cái cản sắt nó bảo vệ cho cái phần đuôi phía sau tốt hơn. Như cái xe của mình thì cái cản sau là cản Hummer như zin, làm thay cản cũ ra ráp cản mới vô, giúp cho cái xe nó chắc chắn phía sau, không có khi chúng ta đi lỡ mà tuột dốc hoặc là có những cái xe va chạm phía trước. Nó phải hơn zin chứ, nếu mà nó zin lắp chi anh? Hơn zin. Okay. Phải hơn zin. Nhìn giống zin. Đó là ba cái cơ bản nhất là tời nè, lốp nè và cản. Rồi, ngày xưa mình chưa off-road thì những cái xe mà giống như Mitsubishi Triton đời đầu tiên về Việt Nam thì nó chỉ có là số tự động, số sàn hoặc là hai cầu nhanh, hai cầu chậm, nhưng nó không có khóa visa. Không có visa nên một số địa điểm đổ off-road thì họ đổ cái khóa visa cho cái xe đó. Thì rất là hay là những dòng xe Triton đời mới như xe 2020 của mình được trang bị khóa visa trung tâm, và đặc biệt nữa là có khóa visa sau. Khi khóa visa phía sau là hình dung mọi người là khi chúng ta bị lốp xe bị lầy sình thì bánh xe nó sẽ bị khóa lại, nó tạo cái lực mà đẩy nó mạnh hơn, cả hai bên đều quay đồng đều với nhau các bạn, không mất một bánh xe nào đó. Đúng rồi, thì cùng trải nghiệm một cung đường off road với trên mẫu xe Triton 2020. Trước đây mình có suy nghĩ không hơi đơn giản là xe hồi xưa nó đơn giản, xe hồi xưa nó không có đồ chơi nhiều, mình đi xe như vậy mình thấy cảm thấy nó tự tin rồi. Khi mà mình trang bị lên, khi mình đổi cái xe Triton 2020 này thì qua một số cung đường lầy, mình nghĩ là đối với xe cũ hồi xưa là mình phải chắc móc tờ mình kéo quá. Nhưng mà đợt đó là cũng xin lầy rất là nhiều, thì mình ấn cái khóa bi sai phía sau, chỉ cần mớm một cái nhẹ ga. Và đặc biệt cái xe Triton 2020 hoặc là cái xe của anh Tâm, nó có rất là nhiều chế độ địa hình trung tâm để giúp cho cái xe dễ dàng, chỉ cần đạp ga thôi là hệ thống tự tính toán là vượt qua những địa hình rất là dễ dàng và không cần phải xài tờ. Đặc biệt là xe sử dụng tờ đến giờ là chỉ có cúng người ta thôi, chứ là chưa bao giờ mà phải dùng tờ vô kéo mình. Là do một phần là chiếc xe đời mới thì họ có những sự cải tiến trang bị, đi đa địa hình, có khóa visai phía sau giúp cho chiếc xe nó vận hành nó mạnh mẽ hơn và giúp cho người lái đỡ vất vả phải vượt địa hình hơn, bảo vệ, và đặc biệt là bảo vệ cái động cơ hộp số nữa. Nhiều khi những xe nó không có hệ thống thông minh, mình phải đạp hết ga hết số, thì nhờ những cái hệ thống của xe, hệ thống chọn chế độ đi địa hình và khóa xe trung tâm. Đó là mình cái chia sẻ. Rồi, ok, anh Tâm, xe anh Tâm hồi đi giờ đi update nhiều không? Dạ em cũng đi được mấy chuyến rồi. Sửa nhiều không? Cũng chưa, cũng chớ đấy là cũng thê, cũng thương đau, bài học thương đau. Nước vô xe không anh? Vô, tràn ngập luôn rồi. Quên mất cái súp điện nằm dưới ghế này, chắc bánh súp rồi. Thì sau gần hơn 10 năm chơi off-road thì mình có rút kinh nghiệm là cứ từ từ mà đi, không có hạn như cái suối, mình đi xuống nhẹ nhàng lượt qua từ từ. Khi mà xuống cái ầm một cái thì cái lực ma sát, cái va chạm với đá rất là lớn, nó gây hư hại. Đó là kinh nghiệm của anh Hải sau 10 năm chơi off-road. Còn mình thì mới chơi off-road được khoảng tầm 1 năm nay thôi. Thì kinh nghiệm của mình là xe mượn là chơi tốt nhất. Đó, gọi là như là xe chùa sư cửi, có ông sư ngồi kế bên đó, là đạp tự tin lắm. Là cách đây chắc hơn 6 tháng là mình và anh Tâm đến từ kênh AutoTron cũng có chia sẻ về hai mẫu xe này. Nhất đầu tiên Tâm à? Dạ. Lúc mình mới mua xe gần được chưa tới 10 tháng nữa thì xe mình đã đi được 21.000 cây số trong vòng 10 tháng. Nói chung là do mùa Covid này mình đi thích, mình đi ít, chứ mà nếu mà không có mùa Covid chắc mình phải đi 40.000 quá. Thì mình rất là khi sử dụng xe Mitsubishi Triton cảm giác rất là tự tin, chinh phục tất cả mọi cung đường từ on-road tới off-road. Một chiếc xe rất là tuyệt vời, phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm một chiếc xe vừa đi làm hàng ngày, vừa du lịch, vừa khám phá, vừa cày,
Đấy, như ở đây. Rồi anh Tâm có định đổ xe không? Em chưa biết, nhưng mà hiện tại thì nếu mà nói về, tức là nếu mà đổi ở đây các bạn sẽ hiểu là mình, nếu mà mình có đổi thì mình sẽ đổi một cái dòng khác. Có nghĩa là ví dụ như đang đây là một chiếc bán tải thì có thể mình sẽ đổi là một cái chiếc 7 chỗ, có thể là Pajero Sport. Chứ nếu mà để đổi sang một cái hiệu xe bán tải khác thì hiện tại là mình không nghĩ là mình nên làm như vậy. Bởi vì cái xe này nó thật sự là về thiết kế tổng quan thì nó cũng đẹp. Rồi các cái tính năng của nó thì mình cũng đi, nói chung đi off-road cũng đi chơi với nhiều anh em, cũng nhiều hội. Thì trong hội thì các bạn biết là cũng đủ thể loại xe hết, chứ không phải là riêng Triton không. Thì cũng có nhiều dịp mà được gọi là đọ sức với lại những cái dòng bán tải khác. Thì mình thấy là Triton này cũng không thua kém ai. Mà thậm chí là có một số điểm còn thấy còn có vẻ vượt trội hơn. Cho nên là thôi thì sẽ chung thủy với nó. Nếu như giữ bán tải thì mình vẫn sẽ giữ cái xe này. Rồi, mình cũng đồng quan điểm với lại anh Tâm. Nói chung là lúc mà mua cái xe nó hiện đại quá cũng hơi lo lắng là không biết là nó hiện đại quá dễ bị hại điện. Nhưng mà sau khi sử dụng, sau một thời gian sử dụng khoảng tầm What the hell? Khoảng tầm 10 tháng rồi. Đi chơi, đi phá nhiều quá rồi. Và cảm giác mình là tự tin hơn. Thì đây là chỉ mới vài hành trình off-road đầu tiên. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì mình cùng anh Tâm sẽ có nhiều chuyến trải nghiệm, khám phá và chia sẻ mọi người những cảnh đẹp địa hình off-road ở tại đây. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người nhé. Mình chuẩn bị tắm rửa, bơi lội đi.